Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng mình lại tham gia cuộc thi thử thách rất là gay cấn. Mình là xe trộn bê tông màu hồng có cái thùng đang quay đây. Wow các bạn ơi, phía trước mình là ba anh chàng ban ban lè lưỡi màu đỏ. Chưa qua nào, thành công rồi. Và phía trước mình là cái gì kia các bạn ơi? Oh my god, trời ơi, ba chiếc xe buýt hình con nhện quái vật kìa. Mình phải chạy nhanh thôi, không là nó đuổi theo mình mất. Chạy nhanh thôi, wow, nó xuất hiện theo sau lưng của mình rồi. Wow, anh xe buýt ơi, tha cho em đi, em có làm gì anh đâu. Đừng có đuổi em nữa, em là xe trộn bê tông mà, chứ em đâu phải là xe buýt đâu, tha cho em đi mà. Wow, các bạn ơi, nó vẫn đuổi theo mình kìa, sợ quá, chạy nhanh thôi nào. Trời ơi, wow, nó biến mất rồi các bạn ơi. Hên quá, mình phải chạy nhanh thôi. Wow, phía trước mình là gì kia? Wow, cái gì đây? Một cái gờ bay lên nào. Wow, các bạn ơi, nó đã chặn đường mình rồi nè. Hai chiếc xe bớt hình con nhện nó chặn đường mình. Mình bay lên là tung vô nó rồi. Wow, nó thật là bự quá đi. Mình thua rồi các bạn ơi. Mình bị hư hết luôn rồi nè. Tiếp theo mình là xe buýt màu vàng đây. Wow, bạn xe trộn bê tông vừa rồi bị cái xe buýt nó tung trúng rồi. Đúng hơn là nó đã chặn đầu và làm cho xe trộn bê tông bị bể hết luôn. Bây giờ mình sẽ tham gia cuộc thi thử thách này. Wow, nó kia rồi các bạn ơi. Wow, nhưng mà mình là xe buýt màu vàng, mình sẽ không sợ nó đâu. Vì nó cùng chủng loại với mình mà, mình phải chui qua nó thôi. Vậy là mình đã vượt qua thử thách thứ hai. Phía trước mình là gì kia? Wow, các bạn ơi, Jumbo Jot, nghe răng kìa, ghê quá, mình rất là sợ, mình chui qua đây. Và cuối cùng cũng đã thành công rồi. Phía trước mình là thử thách tiếp theo là gì đây? Wow, hai anh chàng khổng lồ mặt quỷ kia, chui qua thôi. Wow, coi chừng cái tay của nó đánh trúng. Thành công rồi các bạn ơi, và phía trước của mình là thử thách gì đây? Oh my god, các bạn ơi, lại xe trộn bê tông nhện nhện nè. Wow, mình rất là sợ xe trộn bê tông nhện nhện luôn. Và mình phải chạy nhanh thôi, không là nó đuổi theo mình mất. Chạy nhanh nào. Wow, các bạn ơi, nó đuổi theo mình kìa. Wow, cái càng của nó thật là to, mình sợ quá đi, chạy nhanh thôi nào. Wow, nó vẫn tiếp tục đuổi theo mình kìa. Các bạn thấy không, nó rất là bự luôn. Mình phải chạy nhanh không là nó ăn thịt mình mất. Chạy nhanh nào. Wow, nó vẫn tiếp tục đuổi mình kìa. Không xong rồi, anh xe trộn bê tông ơi, em có làm gì anh đâu, tha cho em đi, em tham gia cuộc thi thử thách mà. Wow, nó biến mất rồi các bạn ơi. Wow, không đúng rồi, nó xuất hiện phía trước chặn đường mình kìa. Nhưng mà lại có một con quay chỗ này. Wow, mình sợ quá, mình mất lái rồi. Wow, my god, các bạn ơi, mình sợ nó quá, mình mất lái làm cái con quay nó đánh trúng mình và mình bị bay cái thùng ra ngoài luôn rồi. Wow, vậy là mình cũng bị thua luôn rồi các bạn ơi. Còn mình là xe container chở xăng đây. Mình không sợ xe trộn bê tông hay là xe buýt gì đâu. Mình chẳng sợ gì hết, bây giờ mình sẽ chui qua ba anh chàng màu đỏ này, thành công rồi. Tiếp theo là thử thách gì đây? Wow, đây là chiếc xe buýt nhện nhện. Ba chiếc xe buýt này mình không sợ, mình cũng chui qua luôn, tại vì mình là xe trộn bê tông chở xăng mà. Đi, mình là xe container. Wow, cái gì đây? Wow, hai anh chàng bụng bự, chui qua nào, thành công rồi. Hai anh chàng rất là khổng lồ luôn. Và đây là hai con quỷ. Wow, hai con quỷ có sừng, phải chui qua thôi. Wow, thành công rồi. Phía trước mình là gì kia? Oh my god, các bạn ơi, cái gì kia? Wow, ba cái xe container hình nhện nhện nè. Wow, ba con xe container chở xăng hình nhện nhện luôn. Mình phải chạy nhanh thôi, mình rất là sợ nó, vì mình là cùng đồng loại. Wow, nó dí theo mình kìa. Help me, ai cứu tôi với, ai cứu tôi với. Wow, tha cho em, đừng có ăn thịt em. Wow, đừng có ăn thịt em mà. Wow, tha cho em đi. Wow, nó chạy rồi các bạn ơi, mình phải chạy trốn thôi. Kia rồi, hai chiếc xe trộn bê tông hồi nãy. Bây giờ mình phải vượt qua nó thôi. Hai chiếc xe trộn bê tông này rất là dễ dàng. Wow, xém nữa là bị con quay đánh trúng luôn. Không sao, mình đã thoát nạn xe. Ê, mới nói xong nó phía trước mình. Oh my god, các bạn ơi, nó chặn đường mình rồi. Và mình tung trúng nó mà mình bốc cháy luôn rồi. Chết rồi các bạn ơi, vậy là mình không thể vượt qua thử thách này rồi. Còn mình là xe cứu hỏa thang đây. Tất cả các thử thách này mình sẽ không sợ gì đâu, tại vì ở trên đường đua này không có một xe cứu hỏa thang nhện nhện nào hết. Xe buýt nhện nhện này mình cũng không sợ đâu, mình đã vượt qua ban đen lè lưỡi rồi. Bây giờ là tiếp theo đến xe buýt
này. Wow, con nhìn nhận này rất là ghê gớm, nhưng mà mình đã vượt qua rồi. Tiếp theo là hai anh chàng bụng bự, cái miệng rất là rộng, chui qua luôn, thành công rồi này các bạn ơi. Và tiếp theo là hai con quỷ có hai cái sừng rất là to, mình chạy nhanh tăng tốc nào, thành công rồi. Các bạn thấy tốc độ của mình rất là nhanh không? Và bây giờ là đến tất cả các xe container chở xăng này, chui qua luôn, thành công rồi. Phía trước mình là hai chiếc xe trộn bê tông kia. Wow, trước tiên là phải vượt qua con quái này, hai chiếc xe trộn bê tông này hình quái vật nè. Nó có cái chân rất là nhỏ luôn. Và đây rồi, chiếc xe này hồi nãy đã chặn đầu chiếc xe kia. Wow, mình phải vượt qua nó thôi. Con quái vật này thật là ghê gớm, mình đã thành công rồi này các bạn ơi. Và tiếp theo phía trước là mình là gì kia? Wow, một con quái. Ê, né ra. Oh my god các bạn ơi, một con nhìn nhện hình xe cứu hỏa. Mình rất là sợ vì mình cùng loại với nó nè. Mình là thua rồi nha. Còn mình là xe bồn đây các bạn ơi. Mình là xe bồn màu xanh đây. Nói chung á, cái đường đua này mình không sợ gì hết, vì chắc chắn là sẽ không có một chiếc xe bồn nào ở đây cả, ngoại trừ mình ra. Những cái xe bồn mà yêu nhện nhện mình mới sợ thôi, còn xe buýt mà yêu nhện nhện như thế này mình cũng chẳng sợ đâu. Chui qua nào, thành công rồi. Ý, nhưng mà mình rất sợ màu xanh, vì mình là màu xanh, nhưng không sao, cái chân nó rất là bự, mình chui qua được rồi. Tiếp theo là hai con quỷ này chẳng có đáng gì lo ngại đâu, chui qua nào, thành công rồi. Và đây là xe container chở xăng hình nhện nhện, mình cũng không sợ, chui qua nào. Mình đã thành công, mình sẽ là người chiến thắng cho các bạn xem. Con quay này rất là dễ dàng, đây là xe trộn bê tông nhưng mà nó khác hình thù với mình cũng không sợ, mình chui qua nó luôn. Và bây giờ mình sẽ quẹo qua bên trái, mình đi đường tắt thôi. Đây, không thèm đi đường này nữa, quá dễ, quẹo qua trái nào. Oh my god, các bạn ơi, mình chủ quan quá, mình quẹo qua, mình bị lật rồi. Do cái thùng của mình rất là nặng nên mình ôm cua gấp quá, mình bị lật rồi, mình thất bại rồi nha. Còn mình là xe buýt cảnh sát đây. Trò chơi này đối với mình là quá dễ nên mình không muốn tham gia chút nào. Nhưng thôi, mình sẽ tham gia cho các bạn vui nào, vì mình là xe buýt cảnh sát, mình chẳng sợ gì hết, mình đi bắt cướp được mà. Và cái trò này có gì đâu, đây con quái vật này chui qua luôn. Và bây giờ là hai anh chàng màu xanh này quá là bình thường đối với mình, chui qua nào. Nhưng bây giờ mình sẽ đi đường khác thôi. Đây, mình sẽ chui qua phía bên tay trái của con quỷ này đó. Các bạn thấy mình leo núi có giỏi không? Rồi, tiếp tục là các con yêu nhìn nhận container chở xăng này cũng vượt qua luôn. Tất cả các trò chơi này đều là thua xa mình luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đường này, mình không tham gia trò chơi này nữa vì nó quá dễ. Mình đi đường tắt cho nó nhanh đó. Mình đi xuống đường rất là nhiều cỏ và cây cối kìa. Tất cả các xe kia không làm gì được mình đâu, và mình sẽ là người chiến thắng. Tốc độ của mình rất là nhanh nè. Các bạn thấy chữ police không? Có nghĩa là cảnh sát đó. Nhưng mình là xe buýt thì người ta gọi mình là xe buýt cảnh sát. Bây giờ mình bay lên nào, bay. Oh my god, mình bị lật rồi các bạn ơi. Mình chủ quan quá, mình thua rồi. Các bạn ơi, mình là xe bồn đây. Mình cũng là một loại xe bồn chở xăng đây. Nhưng mà hôm nay mình không tham gia cuộc thi thử thách đâu, vì mình sợ lắm, mình phải quay đầu khác mình đi thôi. Trên đường này có rất nhiều anh chàng xe ô tô nhỏ này rất là thân thiện, mắc mớ gì mình phải tham gia cuộc thi thử thách nào. Mình sẽ chạy nhanh về nhà với mẹ thôi, vì mình không thích tham gia. Ý, nè ra các bạn ơi, chúng ta cùng đường nè, chúng ta đừng có tung nhau nha. Mình phải về nhà thôi các bạn ơi. Ấy, né ra. Wow, xém nữa là mình tung xe vô xe ô tô rồi. Phía trước của mình là đường rất là dài luôn, nhưng mà thà đi con đường dài này tốn xăng một chút xíu còn hơn là tham gia cuộc thi thử thách kia mà bị lật. Né qua nào. Ấy, chết rồi các bạn ơi, mình tung trúng xe ô tô màu trắng rồi. Và bây giờ là xe ô tô màu đen. Rồi ôi, các bạn ơi, né mình ra, không xe cảnh sát bắt mình mất. Ấy, rồi xe cảnh sát tới rồi. Rồi mình tung vô xe cảnh sát luôn. Chết rồi, không được rồi, phải chạy nhanh về với mẹ thôi. Mẹ ơi, cứu con. Kia rồi, né qua các bạn ơi, né qua, không là cảnh sát đang dí mình. Chết rồi, mình mất tay lái rồi, mình sợ quá các bạn ơi. Chết rồi, nhưng không sao, mình cố gắng thôi. Phía trước mình là xe, xe cảnh sát, mình tung trúng xe cảnh sát rồi, mình bị lật luôn rồi. Ai cứu mình với, mình thất bại rồi. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Hôm nay chúng ta có xe trộn bê tông, xe buýt nè, xe container, xe cứu hỏa nè, xe bồn chở xăng nè. Rất là nhiều xe luôn có xe. Và các xe đã tham gia cuộc thi thử thách rất là gay cấn luôn, đã va chạm với
chạm trán với lại xe container chở xăng hình nhân nhện nữa các bạn ơi, ghê lắm. Rồi xe trộn bê tông hình nhân nhện và xe buýt hình nhân nhện nữa, và rất là nhiều quái vật ở trên đường này luôn. Và cuối cùng các xe đã bị thua hết luôn, cuối cùng có một chiếc xe bồn chở xăng ha đã không tham gia cuộc thi và đã đi đường khác để về nhà với mẹ, nhưng mà cuối cùng cũng bị tung như xe cảnh sát để bị bắt luôn các bạn ơi. Đó, đây là game PNG nha, đây là những thử thách rất là vui nhộn và rất là hồi hộp về các xe trộn bê tông này, xe buýt này, sẽ rất là nhiều loại xe luôn. Nếu mà các bạn thích video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City nha. Ngày hôm sau mình sẽ làm video về các loại xe quái vật khác kinh dị hơn và rất là thú vị luôn các bạn. Nhớ đăng ký kênh, nhớ theo dõi nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.